Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, báo đốm là một thợ săn đáng gờm và chúng thường sinh sống ở vùng đất Nam Mỹ. Thế nhưng, bên cạnh những tốc độ săn mồi nhanh nhẹn cùng với sức mạnh phi thường thì báo đốm còn rất nhiều những bí mật mà con người chúng ta vẫn chưa thể nào biết được hết. Vậy thì đó là những bí mật gì thì ngay bây giờ hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về bí mật của loài báo đốm trong video này nhé! Báo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ và lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau hổ và sư tử. Đồng thời, chúng cũng là một trong những loài thú săn mồi đáng sợ nhất thế giới. 1. Loài thú chạy nhanh nhất thế giới động vật. Báo đốm là một loài động vật nhỏ gọn và cơ bắp. Đây là loài mèo lớn nhất có nguồn gốc từ châu Mỹ và lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau kích thước của hổ và sư tử. Bộ lông của nó thường có màu vàng hung nhưng có màu nâu đỏ đối với hầu hết cơ thể. Kích thước và trọng lượng của chúng thay đổi đáng kể. Trọng lượng thường nằm trong khoảng 56 đến 96 kg. Những con đực to lớn đặc biệt đã được ghi nhận có trọng lượng lên đến 158 kg. Con cái nhỏ nhất nặng khoảng 36 kg. Con cái thường nhỏ hơn 10 cho đến 20% so với con đực. Chiều dài từ mũi đến cuối đuôi thay đổi từ 1,12 đến 1,85 mét. Báo đốm có đuôi ngắn nhất trong số các loài mèo lớn, dài 45 cho đến 75 cm. Chân cũng ngắn nhưng rắn chắc và mạnh mẽ, ngắn hơn đáng kể khi so sánh với một con hổ nhỏ hoặc là sư tử trong phạm vi trọng lượng tương tự. Một cấu trúc chân tay ngắn và chắc nịch làm cho báo đốm trở nên cừ khôi trong việc leo trèo, bò và bơi. Đầu chắc và bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ, nó có lực cắn mạnh nhất trong các loài họ mèo và hơn cả hổ và sư tử. Báo đốm luôn được xem là loài thú chạy nhanh nhất trong thế giới động vật. Ở một số thời điểm, chúng có thể đạt tốc độ lên tới 90 cho đến 100 km/h, ngang ngửa một cỗ xe gắn máy của loài người. Và quan trọng hơn, chúng có thể săn mồi ở vận tốc như thế, hành vi đòi hỏi khả năng quan sát cực nhạy. 2. Cấu trúc tai trong đặc biệt. Theo một nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của nước Mỹ, các nhà khoa học đã tìm ra bí mật đứng sau tốc độ kinh khủng của loài báo đốm. Theo đó, báo đốm có phần tai trong được thiết kế khá là đặc biệt, cho phép chúng giữ thăng bằng khi chạy với tốc độ cao. Để có được kết luận này, nhóm chuyên gia đã phải sử dụng công nghệ chụp cắt lớp với độ phân giải cao nhất, quét hộp sọ của 21 cá thể họ mèo. Trong 7 số đó là báo đốm ngày nay, ít nhất một thuộc về một loài đã tuyệt chủng từ 126.000 năm trước, còn số còn lại là các loài họ mèo khác. Các chuyên gia cũng dùng cả công nghệ dựng 3D để tái hiện lại hình dạng tai của báo. Kết quả, tai trong của báo có những đặc điểm rất khác biệt so với các loài họ mèo thông thường như hổ hay sư tử. Thiết kế đặc biệt này làm tăng độ nhạy cảm và tốc độ phản ứng khi cử động đầu. Đó là lý do báo vẫn có tầm nhìn ổn định khi săn mồi ở tốc độ khủng như vậy. Một tác giả khác là Karime Grohi đã chia sẻ, nếu quan sát báo chạy qua phim quay chậm, chúng ta sẽ thấy một chuỗi động tác rất kinh khủng. Từ đôi chân, lưng, toàn bộ cơ bắp được di chuyển với uy lực cực mạnh. Những cái đầu thì gần như không có chút chuyển động nào. Nhờ cấu trúc tai trong đặc biệt, báo đốm có thể giữ vững tầm nhìn và dáng chạy cực kỳ thăng bằng khi di chuyển với vận tốc lên tới gần 100 km/h. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ai chính thức điều tra cấu tạo tai trong của loài báo với khả năng săn mồi thượng thừa của chúng. Chúng tôi nhận thấy bên tai trong có sự tách rời giữa hệ vận động và hệ thống cảm nhận tốc độ, Grohi giải thích. Cũng theo ông, đây là một sự thích nghi để cạnh tranh với các loài vật khác từ thời xa xưa. Về cơ bản, báo đốm không quá khỏe nên chúng buộc phải dùng đến tốc độ để trở nên khác biệt. 3. Thu hút con đực với các dấu hiệu mùi hương và nước tiểu. Con cái đã đến độ chín về tình dục ở khoảng 2 tuổi, con đực ở 3 hoặc 4 tuổi. Những con báo đốm có thể giao phối suốt năm trong tự nhiên với sự sinh nở tăng lên khi mà con mồi dồi dào. Nghiên cứu về báo đốm được nuôi nhốt ủng hộ giả thuyết giao phối quanh năm, không có sự thay đổi theo mùa trong đặc điểm tình dịch và chất lượng xuất tinh. Thành công trong sinh sản thấp cũng được quan sát thấy trong điều kiện nuôi nhốt. Độ dài thế hệ của báo đốm là 9,8 năm.
Tổng dục ở con cái là 6 đến 17 ngày, trong chu kỳ 37 ngày, con cái sẽ thu hút con đực với các dấu hiệu mùi hương nước tiểu và tăng khả năng phát âm. Cả hai giới sẽ có phạm vi rộng hơn bình thường trong thời gian tán tỉnh. Các cặp tách biệt sau khi giao phối và con cái sẽ đảm nhận tất cả mọi việc nuôi con non. Trong thời gian mang thai sẽ kéo dài từ 93 đến 105 ngày. Con cái có thể sinh ra từ 4 con, phổ biến nhất là 2 con. Bao cá sẽ không tha thứ cho sự hiện diện của con đực sau khi sinh con, để tránh nguy cơ con đực giết những con báo con. Hành vi này được tìm thấy ở loài hổ. Báo con lúc mới sinh chưa thể mở mắt, chúng đạt thị lực sau 2 tuần. Đàn con được cai sữa lúc 3 tháng, nhưng ở lại nơi trú ẩn trong 6 tháng trước khi rời đi để cùng mẹ đi săn. Tuổi thọ điển hình trong tự nhiên ước tính khoảng 12 cho đến 15 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Báo đốm có thể sống tới 23 năm, khiến nó nằm trong số những con báo sống lâu nhất. 4. Kẻ săn mồi cô độc. Giống như tất cả các con mèo, báo đốm là một loài động vật ăn thịt bắt buộc, chỉ ăn thịt. Báo đốm Mỹ là những kẻ săn mồi cô độc, chúng không đi săn với những con báo khác ngoài mùa sinh sản. Chúng là một thợ săn cơ hội và chế độ ăn uống của nó rất đa dạng, bao gồm ít nhất 87 loài. Quai hàm đặc biệt khỏe cho phép báo đốm phát triển phương pháp giết con mồi khác với các loài khác thuộc họ nhà mèo. Nó cắn trực tiếp qua hộp sọ của con mồi giữa hai tai để đưa một vết cắn chí mạng vào trong não. Các bạn thân mến, còn rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa từng biết về loài báo đốm này nữa. Vậy thì hãy tiếp tục theo dõi video để xem đó là những bí mật nào nữa nhé. 5. Đặc điểm bên ngoài của báo đốm. Về ngoại hình, báo đốm chủ yếu là một con mèo. Do đó, nó có thân hình và đuôi dài, điển hình cho tất cả các đại diện của gia đình nhà mèo. Do chiều dài đuôi, thường không dưới 50cm, động vật ăn thịt có đặc điểm khí động học tuyệt vời trong quá trình rượt đuổi. Chiều dài cơ thể khoảng 110 đến 185cm và con cái nhỏ hơn một chút so với con đực, tùy thuộc vào môi trường sống và sự phong phú của thức ăn. Báo đốm có răng nanh rất sắc. Theo quy luật, chiều dài của răng nanh lên tới 5cm. Chiều cao của báo đốm thường là 63,76cm. Đây là những đại diện to lớn và cơ bắp của gia đình mèo, có màu da cực kỳ hấp dẫn cho những kẻ săn trộm. Vì vậy, màu sắc có thể rất đa dạng, từ tông màu đỏ tươi đến màu cát. Màu sắc phụ thuộc vào nơi cư trú của động vật ăn thịt, đồng thời có những đốm đen ở trên da. Bụng dưới và lòng bàn chân của báo đốm có màu trắng. Màu đen rất hiếm trong báo đốm, nhưng đây là kết quả của melanin, không phải là đột biến. 6. Môi trường sống. Ranh giới phía bắc của môi trường sống của loài báo đốm nằm dọc theo thảo nguyên Mexico và các bang phía tây nam của Hoa Kỳ. Động vật định cư ở biên giới phía bắc của Argentina và Paraguay, cũng như là bờ biển của Venezuela. Loài báo đốm lớn nhất sống ở bang Brazil, Mato Grosso và các quần thể báo đốm lớn nhất tập trung ở thung lũng Amazon. 7. Lối sống và hành vi. Giống như tất cả các con mèo, báo đốm chọn và giữ bí mật lãnh thổ của chúng. Họ làm một mình, một không gian rộng từ 25 đến 100 km2 có thể thuộc về một con quái thú. Con đực thường gấp đôi con cái. Con đực chọn các phần hình tam giác cho mình, cứ sau 2 đến 3 ngày lại thay đổi góc mà nó săn. Khoảng một thập kỷ một lần, một con báo đốm bỏ qua tài sản của nó dọc biên giới bằng cách cảnh giác bảo vệ lãnh thổ khỏi các đại diện mèo khác, báo sư tử, đại dương. Báo đốm không ngại vượt biên với một đại diện khác của loài này. Báo đốm thường được mô tả là loài ăn đêm, nhưng cụ thể hơn, chúng sẽ hoạt động cao điểm vào khoảng bình minh và hoàng hôn. Cả hai giới tính đều săn mồi lúc này. Con đực đi xa hơn mỗi ngày so với con cái, phù hợp với lãnh thổ rộng lớn của chúng. Báo đốm có thể săn mồi vào ban ngày nếu con mồi có sẵn và là một loài mèo tương đối năng động, tiêu tốn tới 50-60% thời gian hoạt động. Không giống như tất cả các loài trong chi Panthera khác, báo đốm rất hiếm khi tấn công con người. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của báo đốm dường như đang gia tăng với sự xâm lấn ngày càng tăng của con người vào môi trường sống của chúng và giảm số lượng con mồi. Đôi khi báo đốm trong điều kiện nuôi nhốt tấn công những người bảo vệ vườn thú. Ngoài ra, có vẻ như các cuộc tấn công vào con người đã phổ biến hơn trong quá khứ,
ít nhất là sau những người chinh phục đến châu Mỹ, đến mức loài báo đốm có tiếng tăm đáng sợ ở châu Mỹ, gần giống với sư tử và hổ ở cựu thế giới. Tuy nhiên, thì số lượng báo đốm đang giảm ngày càng nhanh chóng. Loài này được liệt kê là sắp bị đe dọa trong sách đỏ. Việc mất các phần phạm vi của nó, bao gồm việc tuyệt chủng khỏi các khu vực phía Bắc lịch sử và sự phân mảnh ngày càng tăng của phạm vi còn lại, đã góp phần vào tình trạng này. Sự sụt giảm đặc biệt đáng kể đã xảy ra vào những năm 1960, khi hơn 15.000 con báo đốm bị giết để lấy da ở vùng Amazon thuộc Brazil hàng năm. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về bí mật về loài báo đốm. Vậy thì các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy comment ý kiến của các bạn bên phía dưới bình luận nhé! Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!